Xin chào mọi người, cô Hằng đang livestream, mọi người đã nhìn thấy cô chưa ạ? Hello everyone, it's me, Miss Hằng here. I'm going live streaming. Do you see me? Mọi người đã nhìn thấy cô chưa nhỉ? Xin chào mọi người, chúng ta sẽ đợi một chút nha. Xin chào. Hello everyone, chào mọi người, các bạn đã nhìn thấy cô chưa? Hôm nay cô Hằng sẽ có một chủ đề về phần thực hành nói tiếng Anh và ngữ pháp, các bạn cùng vào học với cô nha. Today Miss Hằng is going to deliver a topic about speaking English and how to deal with the grammar. And now I'm going to wait for you to join with me. Nên chúng ta sẽ cùng học với nhau nào. Today's lesson is about grammar. Grammar practicing and speaking practicing. Chưa nhìn thấy ai cả. Mọi người đã nhìn thấy cô chưa ạ? Nào, chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu nha các bạn ơi. Ok, rồi, mọi người vào đi ạ. Cô đã bắt đầu nhìn thấy các bạn rồi đây. Hello everyone. Vào nha các bạn ơi. Ok, rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ có một phần là phần thực hành về nói tiếng Anh và ngữ pháp cùng với các bạn nha. Để cô cùng sửa với các bạn về kỹ năng viết cũng như là cách hình văn hay là phát triển ý nha. So today, Miss Hằng is going to deal with the way you develop your ideas, how to deal with the grammar and sentence structures, and build some vocabularies from ideas. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học này. Trong tiếng Anh chúng ta sẽ có rất nhiều idea để nói nhé. Okay, so now we are going to start. Bắt đầu học đi ạ. Trong tiếng Anh nếu bạn biết là chúng ta sẽ có rất nhiều chủ đề. Ví dụ hôm nay cô sẽ có một phần là phần current economic growth mà nghĩa là tình trạng phát triển kinh tế hiện tại. Đúng không ạ? Current economic growth. Từ này các bạn sẽ thấy từ này chúng ta có động từ là động từ grow. Sorry, động từ của bạn là grow. Nhưng nếu mà danh từ các bạn sẽ phải thêm đuôi th vào đằng trước ạ, đúng không ạ? À, đằng sau ạ, thì bạn sẽ thấy âm ngay lập tức nó chuyển thành là danh từ, đúng không ạ? Nào, câu này của chúng ta là từ grow and growth. Grow and growth, đúng không ạ? Không đọc là grow nhá các bạn, đọc từ này là growth. Chúng ta sẽ có âm th nên là các bạn sẽ thổi hơi cho cô nhá. Current economic growth, được chưa ạ? Các bạn cùng comment cho cô ạ. Từ này của chúng ta là current economic growth, là tình trạng phát triển kinh tế hiện tại, được chưa ạ? Giống như kiểu là bối cảnh ấy, các bạn sử dụng từ bối cảnh ạ. Được chưa ạ? Current economic growth.
Current economic growth ở đây mang nghĩa là tình trạng phát triển kinh tế hiện tại. Tình trạng phát triển kinh tế hiện tại, được chưa? Rồi mời mọi người cùng comment với cô nhá, một số câu nhá. Comment lại cho cô đi nào. Rồi, chính xác nhá. Ok, nào các bạn cùng comment cho cô từ đầu tiên là từ current. Thì các bạn biết từ current là hiện tại ạ. Hiện tại. Và chúng ta có danh từ phát triển là danh từ grow. Được chưa mọi người? Cùng đọc với cô luôn nhá, từ này là từ current. Current economic, đuôi của chúng ta là đuôi x nên trọng âm của nó sẽ rơi vào âm trước nó nhé các bạn ơi. Chúng ta sẽ sử dụng từ này, đó là từ current economic growth. Current economic growth. Và chúng ta sẽ có grow and growth. Grow and growth. Và chúng ta sẽ có từ là từ current là hiện tại, được chưa? Nào, câu này của chúng ta sẽ có câu như sau. Current economic growth is dependent on the development rate of manufacturing. Current economic growth is dependent on the development rate of manufacturing. Trong câu này chúng ta sẽ có một số cụm nha, các bạn cùng comment cho cô trước này. Đầu tiên là một lần viết là một lần nhớ nên mọi người đừng lười nhá, cùng comment cho cô một số cụm như sau. Cụm đầu tiên là từ current economic growth. Current economic growth, được chưa? Từ thứ hai của chúng ta có từ là từ grow and growth. Grow and growth. Tiếp tục chúng ta có từ current. 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 Current economic growth là tình trạng phát triển kinh tế hiện tại. Và chúng ta có từ là từ grow là động từ a verb. And we have a noun growth. We have the respective noun here is growth. Cái từ danh từ mà tương đương của từ grow thì chúng ta sẽ có từ growth. Được chưa? Các bạn thảo luận cho cô nhé. Và ở đây, I have an example for you to understand more. Ở chỗ này cô có một từ để các bạn, một câu để các bạn cùng hiểu với cô luôn nhé. Câu này của cô như sau. Current economic growth is dependent on the development rate of manufacturing. Vậy câu này chúng ta sẽ dịch như thế nào? Mọi người cùng dịch cho cô nhé. Dịch cho cô như thế nào đấy ạ? Current economic growth is dependent on the development rate of manufacturing. Current economic growth is dependent on the development rate of manufacturing. Đấy chứ ạ? Rồi, các bạn ơi, như thế nào đấy ạ? Current economic growth is dependent on the development rate of manufacturing. Trong trường hợp này thì cô sẽ đọc thật chậm cho các bạn dễ hiểu nhé. Rồi, ở đây tôi có một từ đó là từ manufacturing. Ai chưa biết từ này thì các bạn nhớ đây là sản xuất nhé các bạn ơi. Từ này của chúng ta nghĩa là sản xuất. Nó gần giống như là từ production đó. Các bạn có thể sử dụng lẫn cho nhau cũng ok nhé. Thay thế cho nhau, replaceable được nhé. Từ này của chúng ta là từ production. Từ này chúng ta đọc là production. Và chúng ta có từ manufacturing. Manufacturing, production and manufacturing. Hai từ này đều là sản xuất. Tiếp tục chúng ta có từ to be dependent on. To be dependent on. Ở đây mang nghĩa là phụ thuộc vào. To be dependent on là phụ thuộc vào. Được chưa? Rồi. Be dependent on là phụ thuộc vào, được chưa? Ai chưa biết thì comment cho cô hai cụm màu xanh trên màn hình cho cô nhá. Hai cụm màu xanh này, chúng ta có cụm đầu tiên ạ, cô sẽ đọc thật chậm để mọi người cùng follow với cô nhá. Đầu tiên chúng ta có từ là current. Current economic growth. Current economic growth is dependent on the development rate of manufacturing. Từ đây không đọc là manufacturing mà đọc là manufacturing thôi. Đọc nhanh cho cô nhá. Current economic growth is dependent on the development rate of manufacturing. Current economic growth is dependent on the development rate of manufacturing. Rồi, vậy cô đã thấy các bạn comment được rồi đúng không ạ? Chúng ta dịch câu này rất là nhanh này. Câu này mang nghĩa là sự phát triển kinh tế hiện tại thì phụ thuộc vào tỷ lệ phát triển của ngành sản xuất. Đúng rồi, của ngành sản xuất là đúng nhá.
Còn nếu các bạn dùng dùng là sản xuất thôi thì nghe nó không hay bằng chữ ngành. Đương nhiên các bạn dịch thì chúng ta sẽ dịch làm thế nào để cho nó thật là nhuần nhuyễn và uyển chuyển mềm mại theo tiếng Việt, thấy chưa ạ? Cô đọc lại nhé, chúng ta có thể dịch như sau: tình trạng phát triển kinh tế hiện tại dựa vào, chủ yếu dựa vào tỷ lệ phát triển của ngành sản xuất, chính xác ạ. Vậy chúng ta sẽ có hai cụm, một là cụm manufacturing bằng nghĩa với cụm production, manufacturing bằng với production, được chưa ạ? Và chúng ta có cụm be dependent on là phụ thuộc vào, be dependent on là phụ thuộc vào, được chưa? Rồi, vậy bây giờ mời các bạn cùng đọc lại với cô cả cụm này nhé, cô sẽ đọc thật chậm cho các bạn nhé. Current economic growth is dependent on the development rate of manufacturing. Current economic growth is dependent on the development rate of manufacturing. Được chưa? Dependent, be dependent là phụ thuộc vào cái gì đấy? Phụ thuộc vào cái gì? Được chưa? Nào, nhắc lại nha. Current economic growth is dependent on the development rate of manufacturing. Xong chưa? Ok chưa mọi người? Rồi, tiếp tục nha. Chúng ta sẽ cụm từ đầu tiếp theo là cụm official. Officially started mang nghĩa là chính thức bắt đầu. Officially start, chính thức bắt đầu vào đâu đấy? Chính thức bắt đầu vào lúc nào đấy, đúng không ạ? Các bạn sử dụng từ là từ official. Official, officially. Vậy các bạn sẽ thấy tính từ của chúng ta, đúng không ạ? The origin adjective is official and we have the respective adverb is officially. Chúng ta có tính từ gốc của nó là từ official và sau đó chúng ta sẽ có phó từ tương đương đó là từ officially. Officially start, officially start là chính thức bắt đầu. Được chưa? Chính thức bắt đầu. Tiếp tục ạ, housing loans. Housing loans, cái từ này các bạn sẽ thấy là các cặp vợ chồng trẻ tại Việt Nam đúng không ạ? Thì các bạn đang mắc khá là nhiều vào cái này. Bởi vì các bạn quyết định sẽ có housing loans là khoản vay mua nhà. Đúng không ạ? Khoản vay mua nhà, các bạn có từ là từ housing loans. Khoản vay mua nhà đúng không ạ? Vậy tôi có hai cụm đầu tiên cho các bạn nhé. The first one is officially start. Officially start. Officially start. And the second one is housing loans. Housing loans. Từ này không đọc là loan nha các bạn ơi, đọc là loans, âm O, không đọc là O đâu nha các bạn. Chúng ta không có đọc là housing loan mà đọc là housing loans. Đó, miệng của chúng ta sẽ dài ra vì âm này là âm dài đúng không ạ? Đọc câu này là housing loans là khoản vay mua nhà. Nó giống như các bạn phải thế chấp căn nhà của mình và vay đúng không ạ? Ví dụ như là các bạn mua một ngôi nhà 2 tỷ, chúng ta sẽ phải vay 1 tỷ. Và sử dụng từ là housing loan, ok? Được chưa? Ok, housing không có chữ E nha, các bạn comment lại cho đúng nha. Chúng ta có từ là từ officially start and we have the word housing loan, được chưa? Nào, tiếp tục ạ, việc chi trả. Việc vay chi trả cho khoản mua nhà, việc chi trả cho khoản vay mua nhà sẽ chính thức bắt đầu vào quý 2 năm 2020. Ok chưa? Vậy trong trường hợp này các bạn sẽ phải làm như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Ok, ở đây các bạn nhớ nhắc lại một lần nữa nhé. Chúng ta có hai cách, khi mà đọc hai cụm này các bạn thật để ý này. Chúng ta sẽ có từ đầu tiên là từ officially, từ này không đọc là officially ạ. Các bạn lại rõ ràng là off đúng không ạ? Nhưng mà khi đọc thì các bạn sẽ thấy từ này không nhận trọng âm, đọc là official. Officially start. Officially start mang nghĩa là chính thức bắt đầu. Và cái hai là housing loans, âm loan, loan, hạ giọng một tí. Housing loans. Housing loans mà nghĩa là khoản vay mua nhà, được chưa? Không có đọc bậy nha. Ok, bạn nhớ nha, chúng ta đọc là officially start. Officially start, chính thức bắt đầu vào lúc nào đấy. Housing loans mà nghĩa là khoản vay mua nhà. Nào, bây giờ cô Hằng có một câu ví dụ để các bạn cùng translate với cô sang tiếng Anh nhé. Câu này của cô Hằng như sau: việc chi trả cho khoản vay mua nhà sẽ chính thức bắt đầu vào quý 2 năm 2020. Việc chi trả cho khoản vay mua nhà. Việc chi trả cho khoản vay mua nhà sẽ chính thức bắt đầu vào năm 2020. Chúng ta sẽ làm như thế nào với câu này đấy ạ?
Việc chi trả cho khoản vay mua nhà sẽ chính thức bắt đầu vào năm 2020, quý 2 nhé, quý 2. Quý 2 năm 2020 ạ. Được chưa mọi người? Ok. Cô Hằng tư vấn cho em lớp online của cô nhé. Các bạn ơi, nếu mà bạn nào đang cần tư vấn các lớp online về giao tiếp này, về phát triển ý, hay là các bạn muốn sử dụng tiếng Anh trong môi trường công việc, thì các bạn cứ inbox cho cô Hằng để cô Hằng có thể tư vấn cho các bạn nha. Hiện tại bây giờ đang livestream thì sẽ không trả lời được những cái phần comment này của bạn đâu ạ. Nên các bạn chịu khó là gửi cho cô tin nhắn riêng ạ. Give me the personal messages and then I will give you the feedback later. Các bạn nhớ là sau đó thì cô sẽ reply sau nha. Rồi một số bạn trả lời như sau. The payment of the housing loans will officially start in second quarter, in the second quarter nhé các bạn nhé. Khi chúng ta muốn sử dụng danh từ là số đếm, sorry, số thứ tự ạ. Số thứ tự đúng không ạ? Thì các bạn cố gắng là các bạn sử dụng cho cô từ gọi là ordinal number, thì các bạn sẽ phải sử dụng là the second quarter chứ không có quarter seven, second quarter bình thường đúng không ạ? Rồi. Paying for, thông thường là the payment for. Có hai cách viết nhé. Cô sẽ nói là the payment for housing loans. Housing loans will officially start. Officially start. Đúng không ạ? Bắt đầu từ cái gì? Sẽ là from. From. Will officially start from the second quarter of 2020. Được chưa? The payment for housing loans. Ở đây cô để chữ SC cho hiểu là nhiều khoản vay ấy. The payment for housing loans will officially start from the second quarter of 2020. Vậy một số bạn hỏi cô là payment of có được hay không? Đồng ý ạ. Payment of ok nhé. Trong trường hợp này payment for hay là payment of đều ok. Đấy chưa ạ? Rồi, một số bạn có thể là payment off, đúng không ạ? Thì các bạn nên sử dụng động từ pay off, được chưa? We will pay off. Cho cái gì đấy đúng không ạ? We will pay off housing loan officially from, right? The second quarter of 2020. Đấy, các bạn sử dụng động từ pay off cũng được. Khi các bạn nói từ pay off mang nghĩa là bắt đầu trả, có thể trả hết, đến lúc hết. We will pay off housing loans officially from the second quarter of 2020. Thì trong trường hợp này các bạn hiểu nhá, cái câu đầu tiên của cô Hằng là từ payment, đơn giản chỉ là chi trả thôi, còn pay off thì không phải là trả, sẽ là trả hết, đúng không ạ? Pay off, we will pay off, we will pay off, hoặc là we will pay off housing loans officially from the second quarter of 2020. Rồi, vậy các bạn có thể đọc luôn cho cô một số từ này nhá. Comment xong chưa nhỉ? Cụm đầu tiên của cô là cụ officially start. Officially start. Chỗ này các bạn nhớ cho cô là từ này không đọc là start ạ. Bạn nào đang đọc từ này là start thì các bạn xem lại cái cách đọc của mình nhá. Cách chúng ta sẽ biết là trong Anh và đặc biệt là trong tiếng Anh ấy, chúng ta sẽ có hai cái là Anh và Anh Mỹ, là hai cái giọng accent very common and major accent in English. Có hai cái giọng đó là giọng Anh và Anh Mỹ. Thì Anh Mỹ chúng ta sẽ đọc là start, và giọng của cô Hằng là giọng Anh Mỹ là chủ yếu ạ. Nên các bạn sẽ thấy từ này của chúng ta không đọc là officially start, đúng không ạ? Anh thì đọc là start, start. Còn Anh Mỹ đọc là start, start. Được chưa? Rồi, vậy trong này được là officially start, officially start. Được chưa? Tiếp tục ạ. Vậy trong trường hợp này nhá, mình sử dụng là officially start là chính thức bắt đầu, và chúng ta có cụm từ housing loans. Housing loans là khoản vay mua nhà. Và đây cô Hằng viết theo hai cách. There are two ways of writing this sentence. The payment for, or the payment of, either way is okay. Cả hai cách này đều được nhé. The payment of, or the payment for housing loans will officially start from the second quarter of 2020. We will pay off housing loans officially from the second quarter of 2020. Được chưa? Các bạn comment xong chưa? Rồi, chính xác nhé. Nào, và bây giờ cô đã thấy các bạn làm xong rồi, chúng ta sẽ move on tiếp nha. Nào, let's move on. Chúng ta sẽ có một số từ nữa này. Ok, được chưa các bạn ơi? Rồi, chúng ta sẽ có từ tiếp theo của chúng ta là từ crisis. Crisis, cái này là khủng hoảng ạ. Khủng hoảng đúng không ạ? Từ này gặp khá là nhiều trong thời này đúng không ạ? Chúng ta đang gặp rất là nhiều gọi là khó khăn về kinh tế đúng không ạ? Khó khăn về kinh tế thì các bạn sử dụng từ crisis, khủng hoảng.
khó khăn mà đẩy lên cao trào thì chúng ta sẽ gặp ngay là khủng hoảng, đúng không ạ? Ok, và chúng ta thông thường sử dụng cụm từ là economic crisis. Economic crisis, khủng hoảng kinh tế. Economic crisis, khủng hoảng kinh tế. Đây là hai cụm các bạn nên học và viết cho cô nhá. Xong chưa? Được chưa các bạn ơi? Rồi, ok, các bạn đã comment được rồi đấy. Comment cho cô cả hai cụm nhé. Cụm đầu tiên là từ crisis. Crisis. Từ tiếp theo của chúng ta là từ economic. Economic crisis. Được chưa? Economic crisis. Economic crisis. Ok, rồi nhá. Nào, vậy bây giờ chúng ta sẽ có từ ra từ successive. Successive, liên tiếp. Liên tiếp. Liên tiếp. À, nhắc lại một lần nữa nhá. Successive. Successive. Từ này các bạn đó chính là bắt nguồn từ success của bạn, thành công ấy. Nhưng mà tính từ successive ở đây thì mang nghĩa là liên tiếp, đúng không ạ? Nào, bây giờ nhá. Ok, we have the word, we have the sentence. Cô có câu như sau này. Khó khăn liên tiếp về sản xuất và tiêu thụ sẽ dẫn đến khủng hoảng kinh tế. Khó khăn liên tiếp về sản xuất và tiêu thụ sẽ dẫn đến khủng hoảng kinh tế. Khó khăn liên tiếp về sản xuất và tiêu thụ sẽ dẫn đến khủng hoảng kinh tế. Chúng ta vừa có một số cụm ở bên trên rồi, các bạn có thể áp dụng luôn vào trong câu này để dùng vào trong tiếng Anh luôn, đúng không ạ? Okay, so Miss Hằng have their Vietnamese sentence and I would like you to help me with the translation. Bây giờ cô Hằng có một câu tiếng Việt rồi, bây giờ mời các bạn sử dụng bằng tiếng Anh nào. Khó khăn liên tiếp về sản xuất và tiêu thụ sẽ dẫn đến khủng hoảng kinh tế ạ. How can we deal with this sentence? Rồi, từ này không đọc là successive đâu nha, chỉ đọc là successive. Chữ âm của nó sẽ rơi thứ hai các bạn nha. Successive, 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 liên tiếp. Còn cái từ này nó đúng bắt nguồn từ success, nó chính là cái thành đạt, thành công của bạn ạ. Được chưa? Khó khăn liên tiếp về sản xuất và tiêu thụ sẽ dẫn đến khủng hoảng kinh tế ạ. Sản xuất và tiêu thụ à? Chúng ta sẽ có từ tiêu thụ là từ consume nhé các bạn ơi. Consume. 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 Tiêu thụ. Đấy, nếu mà bạn nào chưa biết từ này nhé. Còn sản xuất thì chúng ta đã vừa có một từ bên trên là từ product, production and manufacturing rồi, đúng không ạ? Rồi, khó khăn liên tiếp về sản xuất và tiêu thụ sẽ dẫn đến khủng hoảng kinh tế, chúng ta sẽ nói như thế nào ạ? Ok, khó khăn liên tiếp là các bạn biết từ khó khăn rồi đúng không ạ? Hardship cũng được, hoặc các bạn sử dụng từ hardship cũng được nhé. Hoặc các bạn sử dụng từ difficulties. Hoặc các bạn sử dụng từ toughness cũng được. Hoặc là các bạn có sử dụng từ difficulty troubles đúng không ạ? Đây là các khó khăn. Đấy, tiếp tục chúng ta có từ tiếp theo là từ liên tiếp thì cô vừa có từ đó từ successive ở bên trên rồi. Tiếp tục chúng ta có từ là liên tiếp về sản xuất và tiêu thụ. Đấy. Sản xuất thì cô nhắc lại chúng ta có từ manufacturing này, manufacturing hoặc production. Tiêu thụ cô vừa mới bên trên là consume đúng không ạ? Tiếp tục ạ.
consume nó là danh từ các bạn nhé, à động từ các bạn nhé. Còn các bạn mà muốn biến thành danh từ thì các bạn sẽ tự xem là nó là từ gì. Các bạn có thể sử dụng từ đó là từ consumption các bạn ạ. Consumption, consume and consumption nó khác nhau đấy. Một cái là danh từ, một cái là động từ. Consumption is a noun and consume is a verb. Ok, được chưa? Rồi, khủng hoảng kinh tế thì cô vừa nói bên trên là economic crisis, được chưa? Vậy bây giờ các bạn thử xem nhé, comment cho cô một số từ này đấy nhé. Nào, từ đầu tiên các bạn để cho cô này, cô sẽ bôi màu xanh cho dễ nhìn này. Từ đầu tiên là từ consume, consume là tiêu thụ, consume là tiêu thụ. Consumption, consume and consumption, consume and consumption, được chưa? Consume ở đây là tiêu thụ, động từ, được chưa? Ai mà chưa làm được các bạn cũng cứ comment xuống, còn ai làm rồi tiếp tục comment để nhớ này. Một lần viết là một lần nhớ, một lần viết là các bạn tương tác với cô nha. Và bạn sẽ thấy là khi chúng ta viết là tay hoạt động thì não sẽ hoạt động, đúng không? Chịu khó viết thì các bạn mới nhớ được, còn không viết thì không nhớ nổi đâu. Rồi, consumption, we have the word consumption as a verb. Chưa là verb mà, cô đã viết nhầm thành N rồi. V, đúng không ạ? Các bạn mà thấy cô typo ở chỗ nào để các bạn nhớ nhắc nha. Consume là tiêu thụ, được chưa? Consume, tiêu thụ. Tiếp tục chúng ta sẽ có từ đó là từ consumption, là a noun, một danh từ. Hardship, difficulties, toughness, or troubles. Chỗ này cô đang sử dụng là các danh từ thể hiện là sự khó khăn, đúng không? Manufacturing and production thì cô vừa nói bên trên, đó là chính là sản xuất. Khó khăn liên tiếp về sản xuất và tiêu thụ sẽ dẫn đến khủng hoảng kinh tế. Ok, rồi, khó khăn liên tiếp này, rồi bây giờ cô sẽ xử lý nhá. Bây giờ có một số bạn như sau, các bạn có nói the successive difficulties of manufacturing and consumption will make the crisis, the economic crisis. Make thì thông thường sẽ không hay bằng từ lead, dẫn đến, lead, đúng không? Rồi, ok, nào khó khăn liên tiếp các bạn sử dụng từ đó, từ successive, troubles in manufacturing and consumption will lead to economic crisis. Yeah. Successive troubles in manufacturing and consumption will lead to economic crisis. Nhắc lại nhé. Successive troubles in manufacturing and consumption will lead to economic crisis. Ok, rồi, ở đây chúng ta có một số cái lưu ý như sau nhé các bạn nhé. Một này, câu của chúng ta này, một là chúng ta có từ là từ manufacturing and consumption, và động từ lead to là dẫn đến cái gì đấy. Economic crisis, ở đây mang nghĩa là khủng hoảng kinh tế, cô đã nói bên trên, được chưa? Nào, ở đây chúng ta có từ là từ successive, mọi người ghi nhớ cho cô nha. Successive troubles, các cái vấn đề hoặc khó khăn liên tiếp. Successive troubles in manufacturing, về phải sản xuất, and consumption, về tiêu thụ, sẽ dẫn đến khủng hoảng kinh tế, will lead to economic crisis. Consume, được chưa? Consume, tiêu thụ, comment được chưa? Consumption là danh từ, consume is a verb and consumption is a noun, respective noun. Respective, cô nói từ respective mà nghĩa là tương tự. Respective, tương đương. Respective. Nào, câu của Hằng là I have consumed as a verb and I have respective noun as consumption. Được chưa? Respective mang nghĩa là tương đương. Tiêu thụ, được chưa? Consumption. Rồi, successive trouble, successive, respective, we have respective noun or consume as consumption. Danh từ tương đương của động từ consume là từ consumption, từ respective là tương đương. Cô hay sử dụng từ respective khi mà cô nói, cô giải thích cho các bạn nhé, được chưa? I have the clear or detailed explanation for you to understand what I say. Okay. Now, nhắc lại một lần nữa nha. Successive troubles in manufacturing and consumption will lead to economic crisis. Economic crisis. Ok cho mọi người ơi. Rồi, tiếp tục nha. Chúng ta sẽ có từ tiếp theo này. Chúng ta thấy từ này khá là quen thuộc rồi. Đó là từ investors.
Investor là nhà đầu tư ạ. Và lĩnh vực đầu tư các bạn thông thường sẽ có từ là từ investment. Investment, cái này mang nghĩa là đầu tư, danh từ đầu tư, được chưa? Và chúng ta có cụm investment portfolio. Investment portfolio, portfolio mang nghĩa là danh mục đầu tư. Portfolio, danh mục đầu tư. Investor, investment, chúng ta còn cần cái động từ đúng không ạ? Động từ là động từ invest. Một số từ vựng cho các bạn nhé. We have the word investor, investment, invest and investment portfolio, danh mục đầu tư. Ok. Cô cho em thông tin lớp học các bạn ơi, gửi thông tin riêng cho cô nhé. Các bạn nhắn lại cho cô đi. Bạn nào mà vừa muốn hỏi cái lớp mà được tư vấn về trình độ cũng như là các cái thông tin về lớp học cô Hằng thì các bạn gửi tin nhắn cho cô đi, tẹo cô trả lời nhé. Bây giờ đang livestream thì không có trả lời được. Cô Hằng đang có các lớp online dành cho các trình độ khác nhau, đặc biệt là các bạn đang muốn cải thiện tiếng Anh trong công việc này, các bạn sinh viên này, và cô thường nhận là học sinh cấp 3 trở lên. Các bạn học có ý thức đấy, được chưa? Các bạn cố gắng lại inbox cho cô thì cô sẽ trả lời các bạn được kỹ hơn ạ. Nếu không các bạn đang trả lời, đang hỏi trên này thì cô sẽ thấy cái tin nhắn nó trôi mất là không nhìn được đâu. Nào, tiếp tục nhá. Câu này của chúng ta có một số từ vựng ở đây các bạn cùng xem nhá. Từ đầu tiên của chúng ta có từ investor, các bạn đã xong chưa? Investor, investor, đây là nhà đầu tư, được chưa? We have investor everywhere. Sau 5 giờ chiều thì chưa biết làm, sau 6 giờ 30 tối thì chưa biết ai giàu hơn ai nữa. Thì chúng ta đây là những nhà đầu tư trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta gặp rất nhiều những nhà đầu tư kiểu này. Sau 6 giờ 30 tối thì chưa biết ai giàu hơn ai, đúng không ạ? Đấy gọi là investor, hay còn gọi là private investor, các nhà đầu tư tư nhân nhỏ, đúng không? Small scale investor. Cái ông mà đánh đề đầu ngõ thì chính xác là small scale investor, nhà đầu tư quy mô nhỏ, được chưa? Đầu tư 1 ăn 10 á, đầu tư 1 ăn 70 á, được chưa? Đó được gọi là investor. Tiếp tục chúng ta có từ investment. Investment là đầu tư, danh từ đầu tư nói chung, đúng không? Danh từ đầu tư hoặc là sự đầu tư. Tiếp tục chúng ta có động từ, a verb invest, invest. Và cuối cùng chúng ta có cụm danh từ investment portfolio. Investment portfolio là danh đầu tư. Đấy, đầu tư vào cái chỗ này một ít, chỗ kia một ít, lên kế hoạch là bao nhiêu năm sẽ thu lại vốn, tỷ lệ hoàn vốn trên như thế nào, đúng không ạ? Return time này như thế nào đấy, tất cả những cái đấy gọi là danh đầu tư. Ok. Bạn nào mà học kỹ về kinh tế thì sẽ rõ hơn. Còn nếu mà chúng ta mà học tiếng Anh giống kiểu như là sử dụng tiếng Anh học theo kiểu cô Hằng ấy, tức là dùng tiếng Anh thì dùng được này, để làm việc được với đối tác nước ngoài thì các bạn chỉ dùng ở dạng vừa thôi, thì các bạn cũng không cần phải học quá. Ví dụ như bạn nào mà học CFA này, ACCA này thì các bạn sẽ học nhiều hơn. Ok. Xong chưa mọi người? Ok chưa mọi người ơi? Rồi, tiếp tục nhé, chúng ta sẽ có một số từ nữa, đó chính là từ stock exchanges. Stock exchanges. Stock exchanges. Ở đây mang nghĩa là giao dịch chứng khoán. Được chưa? Stock exchanges là giao dịch chứng khoán. Giao dịch chứng khoán. Đấy chưa mọi người? Và chúng ta hay có từ là từ stock broker. Stock broker, cái nghề broker là một nghề ra tiền rất là nhiều. Cái này mang nghĩa là môi giới chứng khoán, là người mà có nhiệm vụ là chỉ cho chúng ta nên mua con gì, xả ra bao nhiêu và thời điểm nào, thì cái đó là stock broker. Và người ta sẽ có broker, broking, broker ở đây mang nghĩa là cái người mà nối cái làm cầu nối, đúng không? Ta sử dụng tiền của chúng ta để chơi hộ chúng ta, gọi là stock broker, môi giới chứng khoán. Được chưa? Ok chưa? Rồi, giao dịch chứng khoán nhé. Tiếp tục chúng ta có động từ, xong chưa các bạn? Cô đọc lại ba từ này, hai từ này các bạn nghe nhá. Đầu tiên chúng ta có từ stock. Từ này không đọc là stock nhé các bạn ơi. Từ này chúng ta đọc là stock. Stock exchanges, stock exchanges, được chưa? Stock exchanges.
Các bạn mà mỗi lần muốn cô xem phần livestream của cô Hằng mà muốn nhận được phần thông báo ấy từ Facebook ấy thì các bạn nhớ là cái phần Facebook này nó sẽ không cho thông báo nếu các bạn không nhấn vào cái nút follow và để chế độ xem trước. Nên các bạn nhấn follow cô Hằng này và để chế độ xem trước ạ. Thì các bạn sẽ nhận ra là toàn bộ những cái phần livestream của Hằng các bạn sẽ được thông báo nhá. Đấy, ngoài ra thì nếu mà ai mà chưa kịp xem phần livestream này của cô thì các bạn có thể xem lại trên tường của cô hoặc các bạn lên trên kênh YouTube Tiếng Anh Hoàng Bựa. Để bạn xem lại, lên YouTube có Tiếng Anh Hoàng Bựa thì sẽ ra. Bởi vì là cô cứ livestream xong thì các bạn ở bên admin đã đẩy cái phần video này lên trên đấy, các bạn có thể xem lại, được chưa? Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ có một số câu nữa nhé. Chúng ta có từ stabilize, bình ổn. Và thông thường chúng ta có cụ stabilize prices, bình ổn giá, được chưa? Stabilize prices, bình ổn giá. Stabilize prices, bình ổn giá. Rồi nhá, chúng ta sẽ có từ cuối cùng ở đây là chúng ta từ inflation, lạm phát. Đúng không? Chính phủ cố gắng. Ở đây tôi có ba từ nhá, để màu tím mộng mơ cho nó máu nào. Câu này của cô như sau này, we have three words. Các bạn comment cho cô ba cái từ màu tím trước đã nhá. Đầu tiên chúng ta có từ là từ stabilize prices và chúng ta có từ inflation, lạm phát. Được chưa mọi người? Lạm phát. Chính phủ cố gắng đưa ra các biện pháp để kiểm soát lạm phát và bình ổn giá. Các bạn ghi nhớ cho cô ở đây chúng ta có từ stabilize, chọn âm dưới thứ nhất này, stabilize prices, cái đuôi ize các bạn nhớ đọc là z nha, stabilize, xong chưa, stabilize, nhưng mà li te đâu ạ, một số bạn đang comment sai, nhớ là lies, được chưa, stabilize là bình ổn này, stabilize prices mà nghĩa là bình ổn giá, and we have the word inflation, các bạn biết đây là lạm phát đúng không ạ? Lạm phát, chính phủ cố gắng đưa ra các biện pháp để kiểm soát lạm phát và bình ổn giá. Kiến thức về kinh tế thì cô biết xíu thôi chứ không biết có nhiều. Nên là phần này các bạn sẽ dựa cô giúp các bạn là có nền tảng về tiếng Anh trong kinh tế thôi. Nên là các bạn nào mà đang học các cái chứng chỉ chuyên sâu về kinh tế cũng như là kế toán kiểm toán thì bạn sẽ thấy là những cái này gặp rất là nhiều, những từ vựng như này gặp rất là nhiều đúng không ạ? Rồi. Nào, vậy bây giờ chúng ta có câu như sau nhé. Chính phủ cố gắng đưa ra các biện pháp để kiểm soát lạm phát và bình ổn giá. How can we do this in the translation of English? Trong câu này chúng ta sẽ làm như thế nào đây? The government tried to give out many solutions to control inflation and stabilize prices. Đấy, cô thấy có một số bạn làm đúng 89% rồi đấy. The government tried. Government nha, từ đấy có chữ N nha. Rất nhiều người viết sai chính tả đây ạ. Các bạn comment này, hiện tại viết sai chính tả rất là nhiều. Các bạn cố gắng này, xem lại phần đấy nhá. The government is trying to find out the ways to control inflation and to stabilize prices. Dùng nhiều to thế. Dùng một to thế em ơi. Không cần dùng quá nhiều đâu. The government is trying to bring out some methods in order to control the inflation. Bring out the method. Đưa ra các biện pháp, bring out hả? Figure out thì hay hơn. Hoặc là launch. Give out cũng được. Các bạn sử dụng là đưa ra, có thể sử dụng là launch này. Cái này cũng rất là hay này. Give out. Được chưa? Give out hoặc là to give. Còn bring out thì nghe không hay lắm ạ. Đưa ra, give out. Launch. Launch thì sẽ hay hơn. Rồi, ok. Nào, vậy bây giờ chúng ta sẽ có câu này làm như thế nào đấy các bạn? Governments. Để số nhiều luôn nhá. Ok ạ. Cố gắng đưa ra. Are attempting to launch. Các biện pháp đúng không ạ? Các biện pháp ạ.
Biện pháp ở đây chúng ta sử dụng là measure nhé. Several measures. Several measures. Solution cũng được. To control inflation. Control inflation and stabilize prices. Stabilize prices. Stabilize prices. Oh, yeah. Nếu các bạn muốn dùng some hoặc là several thì các bạn nhớ sử dụng động từ ở đây, danh từ đằng sau nó phải có chữ s gì nha các bạn ơi. Đây chính là đáp án của cô Hằng nha các bạn ơi. Now, government are attempting to launch several measures or several solutions to control inflation and stabilize prices. Okay, good. Ở đây mình sử dụng là các chính phủ thôi, nhưng mình hỏi là bao nhiêu chính phủ. Mình đưa ra gọi là các chính phủ các nước á, đúng không ạ? Chính phủ các nước mình sử dụng là governments, mà không các bạn sử dụng là our government. Còn nếu các bạn sử dụng số ít cũng được thôi, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà sử dụng governments ở đây thì hiểu là các chính phủ. Được chưa? Governments are attempting to launch. Ở đây tôi có một động từ launch mọi người nhé. Sử dụng launch measures. Measures ở đây có nghĩa là bằng với từ solution, biện pháp, giải pháp. Các bạn cứ nhớ comment cho cô hai từ này nhé. Từ tiên đó là từ launch, và thứ hai là từ measures. To launch and measures. Okay? Governments are attempting to launch several measures or launch several solutions to control inflation and stabilize prices. Được chưa? Ok chưa mọi người? Nào nhắc lại nhé, chúng ta sẽ có hai từ là từ launch and từ give out. Launch and give out. Give out cũng được, give out some. Give out some measures, và give out some solutions. Ok? Nào các bạn đã hiểu chưa? Đến đây đã hiểu chưa? Am I clear enough for you to understand these sentences? Những cái câu này các bạn đã ok chưa? Cô đã nói như vậy thì các bạn có hiểu không? Ok không các bạn ơi? Nào cô đọc lại một lần nữa nhé. Cô sẽ đọc tầm 3 lần để các bạn nhớ nhé. Những lần này thì các bạn cố gắng là đọc với cô này. Một lần viết là một lần nhớ, comment cho cô xuống. Xong sau đó các bạn cố gắng là đọc theo cô. Cái phần này là phần practice with pronunciation. Những pronunciation này giúp cho các bạn có thể nói được này, và có thể nói phản xạ một cách tốt. Rồi khi mà học được với cô thì cố gắng bật ra với cô nhé. Đặc biệt là các bạn học viên của cô Hằng ấy, học trên lớp các bạn phải bật ra rất là nhiều, nên là chịu khó nói với cô ạ. Governments are attempting to launch several measures or solutions to control inflation and stabilize prices. Đọc lại một lần nữa nhé. Governments are attempting to launch several measures and solutions to control inflation and stabilize prices. Prices, số nhiều, không đọc là price, mà đọc là prices. Lần cuối. Governments are attempting to launch several measures or solutions to control inflation and stabilize prices. Xong chưa? Ok rồi, vậy hôm nay chúng ta đến đây nhá. Phần thực hành nói tiếng Anh với cô Hoàng hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các bạn vào lần sau, và nếu như bạn nào cần có câu hỏi liên quan đến phần tư vấn các lớp hoặc là hỏi về cái trình độ của mình, các bạn nhớ là inbox cho cô sẽ tư vấn các lớp phù hợp với các bạn ạ. Okay, so that's all for today. Bye bye and see you. Chào mọi người.